Kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân tuyệt thực ủng hộ luật sư Cù Huy Hà Vũ, tin từ Hà Nội. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một cựu tù chính trị, vừa tuyên bố sẽ tuyệt thực 7 ngày kể từ 10 tháng 6 cho đến ngày 17 tháng 6 để ủng hộ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, hiện đang tuyệt thực trong nhà tù số 5 ở tỉnh Thanh Hóa. Ông Phạm Hồng Sơn từng bị bắt hồi năm 2002, từng bị kết án 13 năm tù với cáo buộc tội gián điệp, sau được giảm án xuống còn 5 năm tù. Mới đây, ông Sơn cho biết ông tự nguyện tuyệt thực vì khâm phục và chia sẻ tinh thần đấu tranh cùng những rủi ro mà tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang đối mặt. Cuộc tuyệt thực còn nhằm bày tỏ sự đồng cảm với những người đã và đang chịu sự bách hại của cường quyền. Trả lời RFI, ông Sơn nói thêm rằng ông thấy việc ông Vũ tuyệt thực là một hành động cực kỳ dũng cảm và có ý nghĩa, bởi ông Vũ đã dùng chính sinh mạng của ông để đòi giới cầm quyền phải tuân thủ luật pháp mà chính họ tạo ra. Theo ông Sơn, đòi hỏi của ông Vũ không phải là đòi hỏi riêng của cá nhân ông Vũ mà cho toàn xã hội. Ông Cù Huy Hà Vũ, người bị tòa án Việt Nam kết án 7 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, đã tuyệt thực từ ngày 27 tháng 5 để đòi các quyền lợi mà ông cho là hợp pháp và chính đáng đối với một người tù. Cuộc tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ tại nhà tù Thanh Hóa đang khiến nhiều người chú ý. Nhóm Bô Xích Việt Nam đang tổ chức đếm từng ngày ông Vũ tuyệt thực trên trang web của nhóm này. Một blogger có tên là Từ Linh ngỏ lời kêu gọi một cuộc tuyệt thực đồng hành cùng tù nhân lương tâm. Theo bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Cù Huy Hà Vũ, ông Vũ tuyệt thực là để đòi phải cho ông gửi thư thăm hỏi thân nhân, bạn bè, được gặp vợ không quá 24 tiếng trong phòng riêng, được nhận một số vật dụng không thuộc danh mục cấm và được nhận các tài liệu mà tòa án dùng làm chứng cứ buộc tội để ông kháng cáo. Ông Vũ đã từng nhiều lần nêu ra các yêu cầu như vừa kể trên, nhưng trại giam không đáp ứng và ông quyết định tuyệt thực để đòi trại giam phải tôn trọng các quyền hợp pháp, lợi ích chính đáng của một tù nhân. Trò chuyện với thân nhân, ông Vũ khẳng định ông không có ý định tự tử, nhưng ông sẽ tranh đấu và sẵn sàng chết. Trong khi đó, cũng bắt đầu từ mùng 10 tháng 6, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một đảng viên đảng Việt Tân, cũng đã bắt đầu tuyệt thực trước tòa Bạch Ốc để ủng hộ nhà đấu tranh dân chủ Cù Huy Hà Vũ và đồng hành cùng bác sĩ Phạm Hồng Sơn.